Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ trên bàn và mở hộp một chiếc nguồn PSU đến từ thương hiệu là Superflower. Mà Superflower đây, mà anh em Việt Nam mình gọi nôm na là nguồn bướm, bởi vì gọi là cái logo của nó là bướm mà. Và mình cũng muốn có một số cái muốn nói về việc là chọn chọn nguồn nữa. Bởi vì là thường thường anh em Việt Nam hay thậm chí cả bên nước ngoài nữa là cứ hay là muốn chọn một cái nguồn rẻ để cân cả cái bộ PC, nhưng mà đừng đừng nên thế. Chúng ta ít nhất hay chọn một cái nguồn tốt tốt một tí. Rồi, thì đầu tiên hôm nay chúng ta đến đây là có nguồn Superflower Liadec 3 Gold. Là Gold là đây, Plus Gold này là cái chuẩn 80 Plus, là phần cái kiểu tỷ lệ chuyển đổi giữa hiệu năng từ điện nguồn điện vào với nguồn điện ra đấy. Đấy thì đây là bản 850W, và bản cũ cái cũ ấy thì sẽ không có cái dây PCIe, còn bản này sẽ có cái dây này. Nói chung là không biết là liệu cái hộp cũ còn còn bao nhiêu trên thị trường, nhưng mà lúc mọi người mua ấy, mọi người nên hỏi bên shop bán xem là cái bản mọi người sẽ mua là bản có cái dây làm cái này không, bởi vì các chuẩn đồ họa mới, các đồ họa to xịn mới nó cần cái dây này. Rồi, đó thì chúng ta sẽ thông qua một số cái ở trên hộp trước. Thì bên này sẽ là một số thông số theo nhiều các tiếng loại, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung Cổ, Đức, Ý, gì đấy. Đấy, thì đây có 80 Plus này, 80 cộng này, 100% tụ điện Nhật đến chịu được nhiệt 105 độ này. Thiết kế module là kiểu có dây tháo rời này. Đấy, có quạt các chế độ chỉnh nấc này. Thì đây cũng một số thông tin cơ bản như vậy thôi. Đấy, cho mọi người xem. Đó, có cả thiết gọi là thiết kế thân thiện môi trường, kiểu tiết kiệm điện đấy thứ. Rồi là chuẩn ATX là 12V V2.32 và EPS 2 V2.9 version đấy, V2.92. Đấy, support được cả Intel lẫn AMD. Nói chung là đây một số thông số này, thì nếu mọi người cũng muốn xem thì mình có thể pau lại. Bởi vì đối với cục nguồn ấy, thường thường ấy, mọi người sẽ không quan tâm nhiều lắm đến thông số này kia, chỉ đơn là nó là một cục nguồn tốt, và cục nguồn tốt và cũng như là không bị hỏng được. Thì đây có một số cái mình muốn nói về cái này, một tí nữa mình sẽ nói. Thì có 3 nấc chế độ quạt, đó là nấc 0, nấc 1 và nấc 2. Đây, nấc không thì có nghĩa là, để hiểu mọi người hiểu nôm na ấy, thì là khi nào mà cái nhiệt độ đo được ở trong cái nguồn là 47-53 này thì quạt nó mới đầu quay. Nước 1 thì sẽ là từ 27-33 độ nó sẽ bắt đầu quay, còn nước 2 sẽ là nó sẽ quay suốt, đây quay suốt luôn, xong nâng nhiệt độ nó mới lên. Thì theo mình ý, theo mình thôi nhá, thì đối với mùa hè thì mọi người nên chọn mức 2 vì cho nó là mát ý. Mùa hè nóng liên tục mà. Còn mùa đông thì mọi người có thể chọn mức 1, mức không đều được, bởi vì là mùa đông thì nó sẽ kiểu nhiệt độ môi trường nó sẽ mát hơn. Đấy, nhưng mà đấy là chỉ kiểu ý kiến của mình thôi. Còn cái này thì hãng thiết kế kiểu cho mọi người dùng thoải mái chọn rồi. Đấy, thì thông số bên ngoài sẽ một số cái như thế. Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái này luôn. Rồi, đây là mở hộp này. Chúng ta có một cái sách gì đấy để đây, phiếu bảo hành mình mua này, rồi để xem bên ngoài này, thì túi đây, túi màu đen Superflower. Mình mua nguồn là nguồn trắng, và tí nữa mình sẽ nói mà mọi người nên mua nguồn trắng nếu mọi người build trắng. Rồi túi túi dây này, bốn cái ốc để bắt vào trong cây này. Thường thường cây máy tính sẽ có luôn, nhưng mà mọi người có thể dùng ốc này luôn cũng được. Và đây là cục nguồn của chúng ta, và gói hút ẩm nữa. Đấy, đây là tất cả những gì mọi người sẽ có khi mua cái nguồn Superflower Liadec 3, nguồn bướm 3 đấy, mà 850W. Mà mình nghĩ cũng các nguồn khác thế thôi, cục nguồn, túi dây và hướng dẫn sử dụng thêm nếu có, và thêm một cái bộ gọi là ốc này thôi. Thì đấy, đầu tiên mình sẽ đến với cái này đi. Mọi người muốn đọc thì có thể đọc thêm, nó sẽ có một số cái lưu ý này kia về là nguồn này như nào, phải bấm nút như nào, rồi là chuẩn điện điện năng như nào. Đấy, nó sẽ có một số dây như này. Đấy,
dây nguồn dành cho mainboard này 24 pin, dây 4 cộng 4 dành cho CPU, dây 6 cộng 2 dành cho VGA và các loại dây khác dành cho ổ cứng là đèn RGB các thứ. Đấy, vẫn là thiết kế quạt này. Đấy. Thì nói chung là mọi người đây nó cũng nói luôn này. Đấy. Cái này này, mọi người thấy không? Đấy. Thì có nghĩa là đừng nên cắm 6 cộng 2. Thì ý là nó là đừng nên cắm lịch chức năng. 6 cộng 2 thì là dành cho card đồ họa, chứ không nên kiểu 4 cộng 4 thì dành cho card đồ họa. Đấy, kiểu cố gắng cắm đúng chức năng của nó. Đây là các tiếng ngôn ngữ khác thôi, nên chúng ta mình chỉ dơ tiếng Anh cho mọi người xem nhé. Đấy, nó chuẩn. Mọi người thì check về cái chuẩn nguồn này ở đây. Đấy, chuẩn nguồn này. Đó. Đó, đấy. Thì đầu tiên chúng ta đến với cái túi dây. Thì cái này màu trắng hay màu đen nó cũng như nhau thôi về việc đóng gói ấy. Còn cái túi thì đây, đầu tiên nó có một cái dây nguồn hai pin hợp với Việt Nam. Bởi vì bên có các thị trường khác ấy, thậm chí như là bên Mỹ à, thì sẽ là 3 pin, nhưng mà cái này có 2 pin nên hợp với Việt Nam, mọi người có thể cắm thoải mái. Và cái dây này là dài khoảng 1,6 m nhé mọi người, 1,6 m. Thì nói chung là 1,6 m là đủ để kiểu mọi người cắm từ cái cục nguồn ở trên cây máy tính cho đến ổ điện, nên nó cũng không bị xa quá. Đấy, cái này là 1,6 m này. Rồi, chúng ta sẽ có các dây như nào. Đối không có gì nhá. Đầu chúng ta có dây VGA. Đây, đây là dây VGA bộ 6 cộng 2 này. Đấy, nó ghi luôn VGA. Thì thường thường mọi người sẽ cắm cái đầu này nhá. Cắm cái đầu gọi là đầu liền một này này vào nguồn. Còn đầu bị chia đôi này này, một nguồn cục này chia đôi ra này, thì mọi người cắm vào VGA. Chúng ta có một cái dây VGA này, hai cái, ba cái. Đây là rất, tổng cộng ra sẽ có 6 đầu, vậy là chơi được về lý thuyết thôi nhá, về lý thuyết sẽ chơi được hai con 3080, bởi vì là mỗi con 3080 là 3 đầu, thì 3 nhân 8 thì bây giờ 6 này, 6 nhân 8 đủ luôn này. Dây SATA này để mà cắm ổ cứng hoặc là các thiết bị gì gì đấy. Ổ cứng ấy thì nó dùng này. Cái này sẽ có 3 3 đầu SATA, cái này 3 3 3 3 3 thôi. Rồi. Tất cả đều màu trắng thì mình rất khá thích như này. Dây dành cho mainboard, 24 pin dành cho mainboard này. Đấy. Dây này là dây PCIe 5.0 dành cho VGA. Và thực sự là mình muốn nói đấy, vì cái bản này sẽ có hai bản, bản cũ thì sẽ không có dây này. Bản mới đã sản xuất sẽ có thêm cho thêm dây này luôn, và cũng là dây chính hãng nữa. Thế có vấn đề gì thì mình cứ đè hãng ra mà xử lý thôi. Đó. VGA thực sự là dây cứng luôn mà. Ở đây nó có ghi đây là gì không? 16, dây VGA là 16 nhé mọi người, 16 AVGF này. Và chúng ta có một dây Molex. Cái này thì thường thường Molex là kiểu cái chuẩn kết nối cấp điện cũ dành cho cái hub hub RGB. Và chúng ta có hai cái 4 cộng 4 CPU. Thế là đủ kiểu nhu cầu cơ bản luôn đấy. Chỉ cần một dành cho mainboard xịn cũng chỉ cần 16 đầu. Đây, 4 cộng 4 thành 8, 8 nhân 2 là 16, đủ luôn này. Đấy. Một dây mainboard này, một dây Molex này, ba dây VGA này. Cái dây này thì mọi người cắm vào một hai đầu VGA thường để chia ra một đầu 16 pin này. Đấy, cho con các con như kiểu 4080, 4090 này. Đấy. Rồi và ba cái dây SATA. Ba dây SATA. Đấy. Đó là tất cả những dây ở trong cái này. Còn về độ dài của từng dây này thì nó vẫn sẽ theo chuẩn thôi, mình sẽ để loanh quanh ở trên màn hình như này cho mọi người thấy. Bởi vì đơn giản là nó là một cái chuẩn mà bao nhiêu hãng từ nước này nó cùng sản xuất rồi ấy. Thế nên là không phải có vấn đề gì đâu. Cái này dây nguồn này cũng 16 AVGF này. Nói chung là mấy cái dây mà kiểu phải chịu tải điện khủng khiếp ấy, 16 luôn đấy. Nói chung là khủng khiếp ấy thì nên là 16. Chứ còn nhiều hãng người ta sẽ để là 18. Hay là đây là 18 nhà mình may là mắt mình bị lú. Mấy cái dây này thì là 18, còn kia mới là 16. Đây thì rõ là 16 này. Đấy.
16 thì nó sẽ chịu chịu tải chịu con nôm na thì hiểu được chịu tải điện tốt hơn. Đấy. Rồi, xong đấy là về phần dây. Và cùng đến với nhân vật chính của chúng ta hôm nay là cục nguồn. Nguồn bướm màu trắng. Mình vẫn thích màu trắng của mình. Đây mình sẽ giải thích cho mọi người tại sao là mua màu trắng, bởi vì là khi mọi người gọi là lắp máy build PC mà cái tâm chủ đạo mọi người muốn màu trắng ấy, thì mình cũng khuyên mọi người nên là mua màu trắng. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mọi người mua màu đen, mọi người sẽ phải dùng dây cắm ngoài đúng không? Nếu mà dây cắm ngoài thì nó sẽ có tỷ lệ rủi ro rất cao về việc là cháy dây hoặc là cháy thiết bị. Bởi vì dây cắm ngoài nó cũng không được gọi là kiểu hãng nó chuẩn chỉnh đấy, mà chỉ là một bên thứ ba làm mà. Thế nên là mình khuyên nhé, khuyên chỉ là khuyên thôi. Nếu mọi người có thể thì hãy mua nguồn trắng, nếu mọi người muốn build trắng, dây màu trắng thứ luôn. Và dây trắng nó sẽ an toàn hơn rất nhiều so với việc mua dây ngoài. Nó chỉ là kiểu tỷ lệ thôi. Có khi có những người dùng cả đời cũng không bị cháy cái dây ngoài đấy, nhưng mà có người thì bị. Thế nên là mọi người, đây là một cái kiểu rủi ro mọi người có nên chấp nhận có không thôi. Đấy chỉ là cái còn phải tự mình phải nghĩ thôi. Rồi, và đây là cái nguồn này đấy, chúng ta thấy quạt luôn 140. Ui, quạt to phết. Dây cái gọi là bảo hành cái thứ này, bảo hành 10 năm luôn mà, bởi vì kiểu hãng Super Flower là hãng rất là gọi là nhìn thằng nguồn bướm như mọi các anh em Việt Nam nói, là một hãng gọi là danh tiếng về vấn đề sản xuất nguồn rồi. In chim này, đấy, Super Flower này, đằng sau này, bởi vì là họ làm giống như Corsair vậy, giống như Corsair họ làm cái nguồn nó ngon rồi, nên thậm chí khi ra cái chuẩn 3.0 và gọi là gì nhỉ, PCIe 5.0 ấy, họ vẫn không cần phải thậm chí thêm cái cổng PCIe 5.0 là cắm hai cổng này nó vẫn có đủ cấp điện cho cái dây đấy. Đấy thì họ thực sự là một cái, đây chúng ta có một dây, hai dây hai chỗ cắm CPU này, mainboard này, VGA này, họ định sẵn luôn nhá, mọi người cố gắng đừng cắm nhầm chức năng, cố gắng là vậy. Và bốn chỗ dành cho SATA hoặc là Molex đấy. Và đây là cái họ tính một thông số cơ bản thôi. Thì đây là nguồn single rail, nghĩa là một dây một đường thôi. Thì có nguồn nhiều đường nhưng mà nguồn đấy thực sự rất là hiếm trên thị trường ấy. Đấy, cho mọi người biết về cái này thôi. Thì và đằng sau này này, thì cái này nó hỗ trợ, đây là nút bật tắt thôi nhá, mà ý là nó sẽ hỗ trợ từ 100 đến 240V, mà Việt Nam thì dùng điện 220 nên thoải mái. 100 này là kiểu cho thành cho thị trường, dành cho châu Âu hay là cho Mỹ đấy. Đấy, còn đây là nút chuyển chế độ này. Thế là tùy mọi người. Mình thì mình thích nó chạy liên tục cho nó mát, cho nó có gió tí nữa. Thì mình để xuống số 2. Còn không thì mọi người cứ để như bình thường, sẵn của nó là số 1 cũng được. Đây, chân cắm ở đây. Nói chung là cục nguồn này trắng trẻo mịn màng. Và cái quan trọng của cục nguồn này nó là cái dây nó cũng màu trắng luôn. Vì vậy, việc phải mua thêm cái dây cắm ngoài ấy là không cần thiết. Nó vừa tiết kiệm được tiền, vừa đảm bảo an toàn. Vì sao? Vì dây là dây mà được chính cái hãng sản xuất họ test luôn, chứ không phải dây mà bên thứ ba sản xuất chỉ để đẹp. Đó. Thế nên là việc yên tâm rằng cái này sẽ chất lượng sẽ tốt nhất. Thế nên là mình cũng khuyên như vậy. Và mình cũng muốn khuyên mọi người như này, đó là đây, mọi người có thể nhìn lên trên màn hình. Thì đây là cái gì? Đây là cái PSU tier list, hay là gọi là cục cái danh sách xếp hạng cục nguồn. Thì mình muốn mọi người cố gắng kiểu tìm hiểu cái cục về cái danh sách này. Thì khi mọi người tìm cái này này thì sẽ có rất nhiều thứ, nhưng mà nếu mà kiểu được uy tín và nhiều người tin dùng chọn nhất, kể cả những YouTuber hay là reviewer lớn ấy, người ta chọn ở đây cái Cutis Network này. Đấy. Vì đây là chính là cái danh sách xếp hạng của người ta, tier A đến F. Nói chung là để dễ hiểu thì A sẽ là ngon nhất, xong giảm dần cho đến tier F là đừng nên mua. Màu vàng sẽ là best best trong tầm giá, best được gọi là kiểu vừa giá ngon vừa hoạt động ổn ấy. Còn màu xanh nước biển thì là kiểu ok la. Thì đó, thì cố gắng mọi người nếu mà có build PC hay là có mua cụ tự mua nguồn ấy, cố gắng nếu mà trong điều kiện tài chính cho phép thì hãy mua những nguồn ở danh sách tier A hoặc là ít nhất là tier B. Chứ đừng mua dưới quá, vì dưới quá, đây là kiểu người ta test rất nhiều mà, rất nhiều người test. Thì dưới quá thì, có người dùng cả đời không hỏng, nhưng mà có người thì không may mắn thế.
Nên là nếu muốn đỡ thì cố gắng đi mua cái nguồn đây này, ở tia A này, cho nó an toàn. Rồi đấy, ví dụ đây thì chúng ta có Super Flower đây và con Lyric 3, Gold 3 đây. Đấy chính là bản này luôn và nó ở trong danh sách ở tia A luôn mà. Đấy. Và nếu mọi người có lên Reddit hay là những cái mạng truyền thông ấy mọi người hỏi ấy, thì sẽ được đa phần mọi người sẽ recommend là sẽ có ba hãng làm nguồn rất tốt. Mà không mà đó là Super Flower này, bướm này. Đó là, tiếp theo đó là Seasonic. Seasonic với cả SFP. Có Seasonic với FFP thì thấy ở Việt Nam ít hơn nhưng mà nguồn bướm thì nhiều hơn. Đấy. Và ngoài ra chắc chắn rồi có Corsair nữa. Corsair cũng là một hãng của đỉnh của chóp rồi. Nhưng mà Corsair thì bán cả những cái khác, nếu mọi người mua cả hệ sinh thái nữa thì ok. Còn đây mình đang chỉ nói về riêng về nguồn thôi. Thì đấy thì ba hãng rồi là ba hãng gọi là kiểu tên tuổi tiếng tăm rồi. Đấy. Còn các hãng khác ví dụ như kiểu MSI Rồng Đỏ hay là NZXT thì thường thường cái hãng đấy là hãng bán gọi là kiểu chưa có kinh nghiệm hay là còn giống như là chưa có thâm niên ở trong cái mảng sản xuất nguồn bằng các hãng mình vừa nhắc. Thế nên là ừ thì họ cũng ngon mà, họ cũng bảo hành mà. Nhưng mà đấy thì mọi người sẽ phải có những cái rủi ro vì là cái cục nguồn giống như là cái trái tim của cả cái PC, nếu mọi người hỏng phát là bye bye luôn. Thật sự nhiều trường hợp nổ nguồn bay luôn cả mainboard, bay luôn cả cả màn hình. Thế nên là nguồn mọi người cố gắng đừng kiểu giảm tiền, ừ, thật đấy. Cố gắng đừng giảm tiền và mình cũng muốn khuyên là mọi người nên mua nguồn gọi là kiểu ở gần mình, ở cửa hàng ở gần mình. Vì sao? Nếu có vấn đề gì thì tiện cho việc bảo hành, cho việc sửa chữa. Chứ nếu mọi người ví dụ mọi người ở Hà Nội mà mua ở thành phố Hồ Chí Minh thì việc sửa chữa gần như là rất khó vì phải chuyển chuyển ship các thứ, nói chung là nó rất là không tiện. Nhưng mà đấy mình trắng trẻo này, nhưng mà chỗ này cũng chả để làm gì lắm, nhưng mà nếu mà sâu ra chắc là sẽ sâu đến đây cái phần này, sâu phần này. Mà đây ý ý mình là kiểu mọi người cố gắng là để cho bản thân là một cục nguồn tốt thì như thế một cái máy của mọi người sẽ rất là ok là thế, ok là nhất. Đấy thì video này sẽ trên tay nhanh thôi và mình cũng đi comment này. Mình chỉ đơn giản vì nguồn mình không nhiều gọi là kiến thức hay là thông tin thì mình đi comment mọi người check những cái kênh của anh các anh F14 Lab, mình sẽ để màn hình này. Mình không để link của họ đâu nhưng mà mình để màn hình đây để mọi người xem. Họ bên họ làm mở hộp dùng nguồn giống mình nhưng mà ngoài ra họ còn test kiểu test điện rồi test các cái tụ rồi test các kiểu thông số đủ kiểu của nguồn mà đấy, để họ có cái nhìn xem là cái nguồn này có chất lượng hay không. Thì mình cũng khuyên mọi người là nên có check qua kênh của họ để mà kiểu khi tìm nguồn ấy mình cũng có xem mà. Nên là đấy, còn ở đâu thì video đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video giờ phút này. Còn nếu mọi người có một câu hỏi gì hay là có những cái vấn đề gì muốn trao đổi thêm thì mọi người cứ comment bên dưới nhá, mình sẽ trả lời. Còn đâu thì bây giờ thì bye bye.